Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món sữa tươi trân châu đường đen. Để làm được siro đường đen này, trước tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình là một gói đường nâu 1 kg như thế này và nước sôi. Rồi, 450 nước sôi. Đổ đường vào dần dần, vừa đổ và vừa khuấy đều. Từ 4 đến 6 phút là nó sẽ tan đều. Còn nếu như mà anh em nào ở nhà mà có những cái máy xay sinh tố, em bật máy lên quay đều trong vòng 2 phút nhá là mọi thứ dung dịch nó sẽ được hòa tan ra đều hơn. Ở tốc độ thấp nhất và bật máy lên ạ. Chúng ta đã thu được thành phẩm rồi nhá. Để chắc chắn hơn thì là các bạn có thể lọc qua cái đường của mình sẽ được trong hơn. Cái này thì là sẽ để nguội và sau đó bảo quản trong tủ mát 5 tiếng và chúng ta sẽ thu được thành phẩm là siro đường đen. Bây giờ tôi sẽ cân 300g trân châu. Tôi sẽ sàng một ít. Nước phải sôi thật dài thì mọi người mới bỏ trân châu vào nhá. Rất đơn giản thôi. Và đậy nắp chưa đảo gọi. À, đã đủ 6 phút rồi mọi người ạ. Đây rất là đẹp luôn, không có hạt nào bị dính vào nhau cả. Đảo thoải mái, cái viên trân châu nó sẽ không vỡ được. Đảo xong rồi thì lại đậy vào, duy trì tiếp ở nhiệt độ sôi già này trong vòng là thêm cho mình 9 phút nữa nhá. Mở cái nồi nấu này lên và lại đảo trân châu. Mỗi 10 phút nhá, các bạn hãy mở cái nồi này lên đảo đều cho mình. Thì bây giờ mình sẽ giảm nhiệt độ xuống và các bạn sẽ duy trì tiếp trong vòng 10 phút nữa cho mình nhá. Gần chín rồi và bắt đầu nó có cái độ nở. Với 5 phút cuối này thì mọi người hãy giảm xuống. Các bạn hãy tắt bếp và ủ tiếp chân trâu này trong vòng 30 phút nữa nhá. Mình đã vừa ủ chân trâu được 30 phút rồi. Bây giờ các bạn hãy mở nắp ra. Chúng ta sẽ chừa lại cho múc vào đây cho mình là 50ml nước đun chân trâu. Rội nước vào mà đảo lên đều như này thôi. Chúng ta sẽ sử dụng cái phần siro đường đen này. Mình đã lấy được 150 siro đường rồi. Mình đổ vào nó vào cái xong này. Cái phần nước đun chân trâu mình đã chắt lại. Rim cái phần chân trâu này lên. Chỉ cần để lửa vừa đủ thôi nhá. Khá là sánh rồi. Đây chính là phần chân trâu đường đen. Sau đây thì là mình sẽ hướng dẫn mọi người hoàn thiện cái ly đồ uống sữa tươi trân châu đường đen huyền thoại nhá. Hãy múc cho mình khoảng độ vài thìa trân châu ở đây. Sau khi bằng mà bảo quản ở trong tủ lạnh 5 tiếng thì các bạn ạ, chúng ta đã thu được dung dịch siro đường đen rất là đặc sánh luôn. Và thêm một thìa siro. Các bạn hãy cầm cái ly này lên. Các bạn hãy lăn đều để cho đường bám dính ở trên thành ly như thế này ạ, nó sẽ rất là đẹp luôn. Rồi, sau đó là thêm đá và thêm sữa tươi. Sữa tươi ở đây là sữa tươi không đường nhá. Mình sẽ sử dụng sữa tươi nguyên kem không đường. Thêm sữa đến đầy ly ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn mút vào mà thưởng thức thôi.